Xin chào bà con và các bạn. Sáng nay mình đi ra mình bao trái ổi. Giờ cũng trưa rồi. Mệt quá ngồi nghỉ ngơi, mình hái một trái ổi mình ăn. Trải nghiệm ăn ổi tại vườn. Đây trái ổi mình mới hái trên cây xuống luôn. Khi mình bao bịch xốp này thì mình tháo ra mình ăn bình thường, không cần phải rửa gì hết. Tại vì khi mình bao trái ổi này thì mình không có phải xịt thuốc trực tiếp vô trái ổi này nữa, vẫn có phân thuốc, vẫn có xịt, nhưng mà mình khi mà mình bao cái trái như vậy thì không có sâu bệnh thì mình không cần phải xịt thuốc nhiều như trước kia. Trước kia thì mình không có bao rồi nên xịt thuốc, còn bây giờ thì mình có bịch xốp này, mình bao rồi mình khui ra như vậy thì nó rất là sạch sẽ. Mình bao từ nhỏ mà cái trái nó vừa nhú ra là mình bao rồi, nó rất là sạch. Đây mình sẽ ăn. Rất là giòn, rất là ngọt. Làm mệt mà mình hái một trái ổi tại vườn mình ăn thì nó rất là ngọt, rất là tươi xanh. Này là giống ổi này, giống ổi lê. Tại vì mình ăn nó có những cái hạt giống để mình tả là giống như nó hạt cát gì đó, cái hạt mà giống như trái lê mình ăn nó có hạt mà nó xốp xốp như vậy á, thì đây này gọi là ổi lê, thì nó giống cái hình thức cứ giống nó giống trái lê vậy đó. Rất là giòn, rất là ngọt. Làm mệt mà mình hái một trái ổi ăn thì nó vừa có nước, vừa có ngọt, như nó có đường. Hôm trước mình có xem một số thông tin trên báo mà các bạn chia sẻ, thì trong những trái cây mà chứa vitamin C á, thường mình nhắc đến vitamin C thì bà con và các bạn mình nghĩ là tới cam, nhưng mà thực chất thì trái ổi này nó đứng đầu trong cái bảng xếp hạng về các loại trái cây chứa nhiều vitamin C, hàm lượng vitamin C nhiều nhất thì là trái ổi này. Trái ổi đứng đầu luôn, đứng trước cam luôn. Tháng mình bổ sung vitamin C rồi tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch rồi. Nó rất là giòn, tươi xanh. Thường thì ở đây mình hái xong thì có ông anh lái, rồi nói anh chở 200-300 kg gì đó, thì mình hái vô, mình vô bọc, mình vô túi xốp, mình vô cái bọc ni lông á, bọc quay sách, bọc tầm một bọc thì 10 kg. Mình nhai thì các bạn cũng nghe thấy được cái độ giòn của nó như thế nào rồi. Còn hương vị ngọt thanh mát mà thì chỉ mình cảm nhận được thôi, chứ mình không có làm cách nào mà để cho các bạn cảm nhận được, chỉ có các bạn đến tại vườn thưởng thức thôi. Hằng sáng mình đi bao trái rồi, dùng những cái bịch xốp như vậy nè để mình quay một trái mình đang bao cho các bạn xem. Thì mình cái trái mình bao từ lúc nào à, đây là cái trái mình bao nè, thì mình bao nó từ lúc nhỏ, mình bảo vệ đó, mình bảo vệ nó từ lúc nhỏ này rồi, bảo vệ từ lúc nhỏ cho nên phân thuốc gì nó không bao giờ nó trực tiếp vô cái trái ổi của mình được nữa. Với lại cây xanh tốt, mình chăm cái cây xanh tốt cái gì thì nó
chứ cái trái không bị sâu mò riệp sáp này kia thì mình không cần phải phun thuốc. Với mình dưỡng cái gốc á, cái gốc chủ yếu là cái gốc và cái bộ rễ nó khỏe mạnh thì cái cây nó sẽ tốt à. Cái gốc thì cỏ ở vườn á thì ngày trước á thì mình xịt thuốc cỏ. Thường trong thuốc cỏ nó có những cái chất một số cỏ dễ chết á thì dùng thuốc cỏ cháy. Thuốc cỏ cháy thì nó chỉ cháy lá thôi, nó chỉ cháy lá thì nó sẽ chết. Nó chết lá chứ có một số loại mà con nó một số loại cỏ nó nhạy cảm á thì nó sẽ chết luôn. Còn một số một loại nào mà nó mạnh á thì thuốc cỏ cháy làm cháy lá thôi chứ không có chết được nó. Cái gốc nó còn thì nó sẽ lên. Thì sau này thì có cái loại thuốc lưu dẫn. Lưu dẫn có nghĩa là mình xịt trên lá thì nó sẽ lưu dẫn xuống bộ rễ, nó sẽ chết từ rễ. Thì những cái loại thuốc đó, thuốc lưu dẫn á thì nó sẽ chứa một số nó rút xuống rễ rồi á, làm cỏ chết thì nó sẽ chứa một số vi lượng bảo vệ thực vật, nó sẽ chứa nằm tích tụ trong đất thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho bộ rễ cây ổi mình. Cho nên từ đó thì bà con người ta cũng cũng thấy được cái điều đó, cho nên chuyển sang phát cỏ hết. Phát cỏ thứ nhất là cỏ nó chết, nó nằm đó, nó làm một cái lớp màng phủ bảo vệ cái đất, bảo vệ cái mặt đất chứ một số cái hệ vi sinh vật trong đất á thì mình xịt thuốc cỏ thì nó ảnh hưởng. Cho nên mình phát thì cỏ mục đích mình phát ngày qua ngày thì nó tạo một cái lớp màng phủ cũng như cỏ mục hoặc gom mục gì đó, mình đậy một phủ mỏng gì đó, nó bảo vệ được cái hệ vi sinh vật trong đất. Thì từ đó thì cái bộ rễ của những cái cây á thì nó sẽ cũng được, nó không bị ảnh hưởng như khi mà mình xịt thuốc cỏ như lúc trước. Do ngày trước bà con mình không có thời gian nên xịt thì nó nhanh, phát cỏ thì nó lâu, nhưng mà phát cỏ thì nó từng hơn 15 ngày thì mình phải phát nữa à. Còn hệ thuốc cỏ thì nó sẽ lâu lên, nhưng mà phát cỏ thì nó sẽ có nhiều cái lợi hơn. Thì là một số bà con hộ nông dân dần cũng chuyển sang phát cỏ rồi, không còn xịt nữa, như hạn chế phun thuốc vào cây rồi. Còn mà cây trái cây mình bán ngoài chợ, một số người tiêu dùng người ta ngại về thuốc này kia thì cái đó có thể là qua khâu trung gian này. Còn giờ người dân là ít ai mà xịt thuốc lắm. Một xịt nó tốn tiền thuốc, tiền thuốc giờ nó cũng mắc lắm chứ đâu phải rẻ, tiền thuốc rồi tiền công, rồi tới khi bán không được giá nữa, rồi mình sử dụng thuốc nhiều quá để làm gì, với lại nó cũng không có tốt. Thì đó người dân là ngày ngày cũng nhận biết được cái điều đó rồi. Còn mà để giữ được cái cây tươi lâu hơn để mà bán qua ngày này ngày kia thì đó đâu khâu trung gian thì đó mình không biết được. Chứ còn ở nhà vườn thì bây giờ ta đã dùng những cái biện pháp để tránh được sâu bệnh, nhưng mà nó an toàn nữa. Chứ người dân người ta đi quải bình xịt, cái xịt thuốc nó trực tiếp rồi người dân ta cũng ảnh hưởng rồi, ta cũng nhận biết được điều đó. Cho nên ổi thì ngày xưa thì ổi để vậy thì sâu mò với những con sâu đục sâu dầu á, con sâu ruồi á, nó đục và nó sâu cái trái nữa, nó hư cái trái. Cho nên mình đã có những cái biện pháp là giống như là bao trái bằng bịch xốp như vậy, giống như nãy giờ mình lột mình hái cái trái này mình ăn nè. Với mình cái thời điểm mình bao trái nó bao từ nhỏ rồi, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chổi rồi. Bây giờ không em hái em trực tiếp ăn trên giường, ăn trên cây luôn à, thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Còn qua khâu trung gian rồi một số người tiêu dùng ta không biết, người ta cứ nói là người dân mình trồng rồi bà con trồng rồi xịt thuốc này kia, nhiều khi quay gì không muốn khi mà tạo ra được một sản phẩm trái cây gì không thì em quay gì, có nhiều khi đâu biết được sẽ tiếp cận được người tiêu dùng luôn, bán trực tiếp cho người sử dụng cuối luôn, không cần phải qua khâu trung gian. Nhưng mà cái đó thì em cũng làm thôi chứ em cũng chưa biết có được không. Nếu mà bán trực tiếp được vậy á
thì người nông dân người trồng ổi mình á lại được một cái phần giá của thêm được một phần thêm giá, một phần đỡ qua tốn qua khâu trung gian nữa, và cái người tiêu dùng là sử dụng được cái trái cây mà vừa hái trên vườn luôn, vừa hái xuống rồi mình ăn trực tiếp luôn, mình giao tới chỗ luôn, thì đó nó đỡ qua khâu trung gian. Thường rồi ăn ổi em không ăn cái ruột, nó bao tử yếu ăn ruột mà, nhưng mà ruột nó cũng ngọt cũng ngon lắm. Tới ở đây là thì thịt nó dẻ, nó dẻ thịt đó. Ví dụ mà lái lại tới vườn tăng 5.000 ký, còn nhà vườn của ví dụ như em bán trực tiếp cho người, cho người sử dụng, người tiêu dùng mà người sử dụng cuối luôn á, lại tới vườn mua hoặc là em giao tới nhà thì 8-9.000 ký, nếu mà nhà xa thì 10.000, nhưng mà trái cây nó chất lượng. Vừa xíu à. Em xin chào bà con nha các bạn.